Dạ, Jim thân chào chị các bạn. Cuối tuần mời chị các bạn chúng ta cùng ngắm một vòng khu vực ở cảnh đẹp của biển Vũng Tàu. Chị các bạn xin mời chị các bạn. Khu vực này là biển bãi sao ngày cuối tuần chị các bạn. Cũng khá đông du khách tắm biển. Hôm nay thủy triều cạn nữa cho nên là có thể đi bộ ra Hồng Bà rất là dễ dàng chị các bạn.